Lệ Hằng, cớ chi em lại ở đây? Anh Thiện, chớ anh thấy trong lòng anh thơ thới thiệt sao? Em nói chi, tôi chưa tỏ. Tôi đã biết hết mọi việc rồi. Anh giúp tôi được toại ý bằng cách anh đánh đổi gia sản với anh trai anh, có phải không? Anh làm như vậy là sao chứ? Anh... Cớ chi anh phải làm như vậy? Anh muốn thiên hạ khen anh là người nghĩa giỏng sao? Anh muốn tôi mang ơn anh sao? Hả? Em bình tĩnh lại đi Lệ Hằng. Trong trí tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Tôi không cần anh thương hại tôi. Anh có quyền chi mà tự sắp đặt cuộc đời tôi chứ? Chắc anh cho rằng tôi là một người đờn bà, tội nghiệp lắm phải không? Anh có biết làm như vậy tôi càng đau xót hơn không? Tôi xin lỗi. Thiệt ra tôi chỉ muốn em được sống vui vẻ. Anh có biết tôi muốn gì không? Anh có thấu hiểu được nỗi lòng của tôi không? Tôi chưa phân tỏ được với anh nỗi dai dứt buồn tủi dồn nén bao lâu nay, thì anh lại đem đến cho tôi một nỗi đau khác đó đó. Anh Thiện, anh nói đi, tôi là gì của anh chứ? Là gánh nặng hay là món nợ đeo theo làm khổ cuộc đời của anh? Anh nên đi đi, đi thật xa, để đừng bao giờ can dự vào cuộc đời của tôi nữa. Anh hãy quên luôn cái tên Lệ Hằng này đi, vì nó chỉ mang tới cho anh toàn chuyện đau buồn. Lệ Hằng, em đừng nhớ lại những chuyện không vui nữa. Hãy quên đi những đau đớn tủi hận mà em phải chịu đựng bấy lâu nay. Từ rồi em sẽ hưởng một cuộc sống như em đã từng ước muốn. Tôi biết em không phải là người đàn bà yếu đuối mà. Dầu cho có ở chân trời góc biển, tôi cũng cầu chúc cho em được bình yên. Ba Thiện, anh lôi tôi ra khỏi dũng bụng, nhưng tại sao anh không chờ tôi tắm gội sạch sẽ chứ? Hay anh chê tôi nhơn nhuốc cho nên anh bỏ tôi lại bên đường, có phải không? Em đừng gieo tiếng ác cho tôi. Thiên hạ ai cũng biết chúng ta là chị dâu em chồng. Cho dù em có ra khỏi nhà, nhưng tôi không thể làm ô danh của em được. Lệ Hằng, tôi muốn em phải được hưởng hạnh phúc. Anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc khi sống không có anh chứ? Từ khi sự thật được phơi bày, không lúc nào tôi không nghĩ đến anh. Tôi hối hận lung lắm. Tôi biết mình quá khờ dại nên mới mắc mưu người khác, hại anh phải đau khổ suốt 8 năm qua. Tôi tính là sẽ gặp anh để thổ lộ hết những gì chất chứa trong lòng, nhưng chưa kịp nói thì đã đem tới cho anh một phiền não khác. Anh Thiện, anh vẫn còn trọng tôi như trước sao?
Anh dám dứt bỏ hết gia sản để đổi lại cho tôi bình an sao? Lệ Hằng, tôi coi em là chị dâu của mình. Từ ngày em lấy anh trai tôi, trong tâm tôi luôn tự nhủ, mình không được phép vượt qua luân thường đạo lý để làm chuyện bất chánh. Tôi giúp đỡ em là vì tôi không muốn anh trai mình gây thêm lỗi lầm. Còn việc từ bỏ gia sản đâu có chỉ là to tát. Tôi vốn đã không muốn tranh giành gia tài từ lâu rồi. Anh nói vậy tức là giữa anh và ông Vĩnh không có thỏa thuận gì đó. Ba Thiện, anh không muốn đôi ta tái hợp nối lại duyên xưa đó. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh Thiện, anh ác quá đã. Thà anh cứ bỏ mặc tôi chết dần chết mòn trong căn nhà đó còn hơn là anh ra tay cứu cho người ta sống lại rồi bỏ mặc họ bơ vơ một mình. Ba Thiện, anh có khác gì là anh trai của anh chứ? Tôi hận anh em mấy người lắm. Ba Thiện, anh giết tôi chết mất cho xong đi, chứ để tôi sống làm chi nữa. Lệ Hằng, em đang rối trí nên em chưa thông tỏ hết mọi chuyện. Từ từ rồi em sẽ nguôi ngoai mà. Tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải ra đi thật xa. Em ở lại vui vẻ hạnh phúc nha em. Những việc tôi đã làm giúp em chẳng qua vì chút nghĩa tương tri, chớ lửa lòng tôi đã tắt từ lâu rồi. Em hãy quên tôi đi. Vĩnh biệt em. Ba Thiện, anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã nói với tôi hôm nay. Em nói vậy là sao? Cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật phũ phàng này. Lệ Hằng, anh... Anh đừng nói thêm lời gì nữa. Tôi vô cùng biết ơn anh vì mọi việc anh đã làm cho tôi, nhưng tôi không xứng để nhận ơn huệ đó. Mọi thứ anh đã cho, nay tôi xin trả lại. Tôi sẽ tự lo cho cuộc đời mình, chứ không cậy nhờ ai hết. Lệ Hằng, em có tỉnh táo không? Em nói chi nghe lạ quá đa. Tôi không mất trí đâu. Tôi đã thông tỏ mọi việc rồi. Tôi sẽ làm lại cuộc đời, đặng có thể sống hạnh phúc như anh mong muốn. Chào anh. Lệ Hằng, em nói gì? Em làm tôi không an tâm chút nào hết. Em tính đi đâu chứ? Tôi về lại nơi anh đã tốn công sức kéo tôi ra khỏi đó. Tôi phải quay về căn nhà đó, cho dù người ta có rẻ rúng khinh khi mình. Nơi đó mới là chỗ dành cho tôi, anh biết chưa? Lệ Hằng, em đừng nói điên như vậy.
em đừng có quay về ngôi nhà đó. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi chứ? Tôi biết mình cần phải làm gì. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Anh nên về bên kia, gây dựng công danh sự nghiệp, đặng sung sướng tấm thân. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Chúc anh luôn hạnh phúc. Lệ Hằng, Lệ Hằng, chạy xe cái giống gì vậy hả? Dạ. Tại sao mà ai ra vô cũng được? Cô đừng đứng đây mà gian can với tôi. Cô cũng khóc hết nước mắt, tôi cũng không động lòng. Tránh ra, cô đừng làm nương. Tôi cho xe tông vô cô đừng có trách. Mình chạy đi, chết nói cho tao, có gì tao nhận tội hết cho. Dạ. Mày ra đi, đi ra. Lê Hằng, tại sao em lại cản nghĩ như vậy chứ? Lê Hằng, anh buông tôi ra. Bất kỳ đến anh mà anh can thiệp vào. Đừng đóng kịch với tôi nữa, tôi ngán lung lắm rồi. Anh hai, anh làm việc như vậy sao anh hai? Người ta muốn chết cứ để cho họ tỏ ý, cớ chi mà chú cản trở chứ? Còn chú dám liều mạng vì một người đơn bà không ra gì hả? Thích chút nữa anh tông chết chú luôn rồi đó. Chú biết không? Anh hai, anh đừng nói những lời phi nghĩa nữa. Dù sao cô cũng là vợ của anh mà. Chẳng may Lê Hằng có mình hệ gì, em sẽ không dị tình anh em đâu. Tôi khéo nói quá đà. Uổng công tôi nuôi nấng thương yêu chú, tặng bây giờ chú binh người dân mà sẵn sống với tôi. Chú muốn gì nữa đây? Một kiện thư tôi đòi chia gia sản chưa đủ sao? Còn tính hơn thua với tôi chứ? Chà chà, chú vì một con đơn bà này mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi hả? Nè, giờ kỹ đi. Tôi là anh trai của chú chứ không phải là kẻ thù. Anh hai à, anh đừng có giận quá mà nói sạp. Anh không thể xem thường mạng sống con người như vậy được chứ. Huống chi
Đây, đây là vợ của anh. Còn Lễ Hằng, cớ chi em tự làm ủ đi danh tiếng của mình như vậy? Em gian sinh lại lục, quay lại đặng khỏi cực thân, chạy dài để tìm kế sinh nhai sao? Thiệt, tôi không đành lòng nhìn em hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi đau lòng lắm. Việc riêng của hai người thì kéo nhau ra chỗ khác mà bày tỏ. Đừng diễn tôi trước mặt tôi. Đời tôi hận nhất là gặp phải một người dạy lăng loàn và một thằng em bất nghĩa đó ra. Anh hai, mày im miệng đi. Mày còn mở miệng của anh hai mà mày không biết vô sao? Anh hai, dù cho anh thế nào đi nữa, anh em của mình đó vẫn là máu mủ ruột thịt. Em đã từng rời bỏ nơi này ra đi, rời bỏ người mà mình yêu thương nhất, vì em không đủ can đảm chống lại lệnh của anh. Cho tới khi em biết được việc, việc mà anh và chị cả làm, em mới biết sự ra đi của em đã vô tình để cuộc đời của Lệ Hằng xa vào tủi nhục đắng cay. Em đã tự dằn vặt và tự trách mình lung lắm. Em tự thấy mình có lỗi với Lệ Hằng. Cũng vì vậy, em muốn làm một việc gì đó để chuộc tội với cổ. Chứ chưa bao giờ em lập mưu bài kế với Lệ Hằng đang hại anh. Anh hai, lẽ ra em sẽ ra đi một mình và không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng những gì em đã chứng kiến hôm nay, sự tàn nhẫn của anh đã làm em thay đổi ý định. Anh hai, em sẽ đưa Lệ Hằng đi theo, chứ em không thể bỏ cổ thân sơ thất sở như vậy được. Lệ Hằng, từ rày trở đi tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi sẽ lo lắng cho em, tôi sẽ bù đắp những gì mà gia đình của tôi nợ em. Lệ Hằng à, có tôi bên cạnh, tôi sẽ không để người ta ức hiếp vùi dập em nữa. Anh hai à, em nhìn Lệ Hằng đi đây. Em làm sao vậy? Chứ không phải em đã từng nói là muốn đi cùng với tôi sao? Anh Thiện, anh có biết là anh đang lầm lẫn mọi chuyện rồi không? Từ cái việc cách đây 8 năm tôi quyết định đi lấy chồng, thiệt ra không ai ép buộc tôi hết. Tôi đã suy nghĩ lung lắm mới nhận lời làm vợ người đàn ông vừa giàu có lại vừa địa vị. Cuộc đời tôi lúc nào cũng dư giả bạc tiền mà lại được thiên hạ trọng vọng. Anh tưởng tôi khóc khi nghe tin anh đi du học bên Tây sao? Là vì tôi không nỡ xa anh sao? Không phải đâu, chẳng qua bởi vì tôi hận tại sao tôi lại thương một người đàn ông không xứng đáng, một người mà ngay cả hạnh phúc của mình cũng giao cho anh trai mình định đoạt. Ba Thiện, nếu như anh không về thì vợ chồng tôi đã không xào xáo lên như vậy. Anh có phải là quan gia kiếp trước không? Tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy chứ? Bây giờ tôi phải làm gì đặng anh mới chịu buông tha cho tôi đây? Lê Hằng, em nói cái chi mà lạ lùng vậy hả? Vậy để tôi nói cuối một lần cho xong. Tôi không thể đi theo một người đàn ông mà ngay cả việc lo cho tôi được ăn ngon mặc đẹp,
anh ta cũng không làm được. Với lại tôi thấy anh cũng không đủ bản lĩnh để bao bọc che chở cho tôi suốt đời đâu. Còn nữa, anh quên câu luân thường đạo lý rồi à? Tôi là chị dâu của anh mà, anh muốn tôi bị thiên hạ cười chê không ngẩng mặt lên được hay sao? Chú đã tỉnh ngộ chưa? Chú tưởng lâu nay người ta trọng cái chân tình của chú sao? Chú muốn tìm người chung hưởng hạnh phúc. Chú phải cẩn thận một chút, chứ chi mà lựa trúng người lãnh đạm với mình như vậy. Hiền, tôi thấy tội nghiệp chú quá đà. Lệ Hằng, tôi không tin những lời em vừa nói là thật lòng. Em giận tôi, em thù tôi, mới khắc bạc tôi như vậy đúng không? Lệ Hằng, mình vội hết quá khứ mà làm lại từ đầu nghe em, có được không em? Anh đừng có xúi tôi làm việc có lỗi với chồng mình. Ông trời đã sắp đặt căn duyên cho tôi về làm vợ của ông ấy, thì suốt đời này tôi phải đi theo ông ấy. Cho dù chồng tôi không còn thương tôi nữa, không còn trọng tôi nữa, hay có buộc tôi phải chết, tôi cũng y lời không hề hối hận. Cô khéo nói dữ không? Bây giờ thì tôi không muốn cô chết. Tôi cho phép cô quay về sống với tôi. Cô vô xe đi, ngoài này mưa gió lạnh lắm. Khoan đã, Thiện à, chú cũng nên về đi, kẻo mưa gió dễ bệnh lắm đó. Anh với chị ba chú đi đây. Cho cô quay về không phải là vì cô, mà vì thằng em trai của tôi. Tôi muốn dạy cho nó một bài học để cho nó nhớ đời.
Sao không bước vô phòng đi? Phòng này là phòng của cô mà. Coi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Sớm mơi rồi tôi sắp xếp. Dạ.